Tử vi của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong năm 2021. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh sự nghiệp, cũng như các thông tin liên quan đến bản mệnh tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 vào năm mới Tân Sửu này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi năm 2021 của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 dự đoán rằng bắt đầu đặc biệt hứa hẹn thành công cho mọi công việc của mình. Lời khuyên tốt nhất cho bạn là hãy tự tin vào chính mình, đi về phía trước mà không hỏi bản thân quá nhiều câu hỏi. Năng lượng của năm 2021 cộng hưởng với mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, bạn sẽ có một năm tuyệt vời nhưng không phải là không có thách thức. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Mão không nên có mối quan hệ ở độ tuổi sớm này vì có thể ảnh hưởng đến học tập của bạn. Thái độ phải được kiểm soát, đừng quá háo hức để đạt được chiến thắng, không phải lúc nào cũng là một điều tốt. Khi gặp gỡ những người bạn mới thì cần phải phân biệt ai tốt và xấu. Hãy nhận biết những gì bạn ăn vì bạn có thể dễ dàng bị bệnh. Bạn sẽ học giỏi ở trường nếu rèn luyện tính kiên nhẫn vì khả năng học tập sẽ được cải thiện vào năm 2021. Bạn sẽ gặp may mắn khi hòa đồng với các bạn cùng lớp, nhưng cần phải nỗ lực hơn để hòa hợp với cha mẹ. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế lưu niên tương sinh với mệnh chủ tuổi Kỷ Mão 1999. Tổng thể vận thế mà nói không hề tầm thường bởi vì mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 gặp Thái Tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng. Mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, đối với sự nghiệp thì dễ dàng gặp được người có thâm niên giúp đỡ trong việc mở rộng tầm nhìn, xác định rõ mục tiêu phương hướng, khiến cho mệnh chủ trên cương vị công tác có được quyền lãnh đạo. Hơn nữa, bởi vì gặp sao dịch mã càng tăng thêm vận may trợ giúp, có lợi cho những chuyến đi bôn ba xa nhà, mở rộng quy mô công việc, xây dựng cử nghiệp tại nơi đất khách quê người. Năm nay, sự nghiệp cùng với công việc học tập của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 được phát triển mạnh, tích cực cố gắng là năm làm chơi ăn thật, tương đối có lợi cho việc phát triển và kiến thức kỹ năng. Về mặt tài vận thì tương đối ổn định, có sự trợ giúp của Thái Tuế, Tài Tinh cùng Tham Lang, còn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính. Ví dụ như kinh doanh nghề phụ, kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Nhưng sự xuất hiện của sao Địa Tang cùng Tang Môn sẽ mang đến một vài ảnh hưởng tổn thất tài chính ngoài ý muốn. Kiến nghị nên để dành một ít tài chính phòng đến lúc phải dùng. Về mặt tình cảm, bởi vì có Thái Tuế tương trợ, người chưa lập gia đình sẽ dễ dàng lập gia đình. Người đã lập gia đình thì vợ chồng hòa hợp, tình cảm viên mãn. Năm 2, mệnh chủ tuổi Kỷ Mão khi xuất hành cần phải chú ý đến an toàn của bản thân và tài sản, tránh việc bị trộm tài sản. Ngoài ra, lưu niên gặp sao Cô Thần dễ dàng khiến cho mệnh chủ u sầu, sinh ra cảm xúc bi quan hoặc do nhạy cảm suy nghĩ nhiều mà đầy phiền muộn. Bởi vậy, khi gặp chuyện không vui nên lập tức nghĩ thoáng để tầm mắt nhìn xa một chút, dùng thái độ lạc quan tích cực, dễ dàng đón nhận những điều không như ý, ngẫu nhiên trong cuộc sống. Ngoài ra, bạn nên dùng vật phẩm may mắn vòng tam hợp huyết long, hợi, mão, mùi và mặt vòng bát bảo tâm kinh để được quý thần tương trợ, giúp bình ổn, kích hoạt cung tài vận và quan vận. Rất tốt cho những người làm ăn kinh doanh muốn cầu tài chiêu lộc và những người làm công chức muốn thăng quan tiến chức. Dự đoán tử vi của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ được hiểu là đất trên tường thành,
có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu, những người sinh năm 1999 học hành tấn tới, thành tích học tập càng ngày càng đi lên. Trong thời gian này, mệnh chủ cần tranh thủ học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho bước đường tương lai sau này, tạo nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình được thuận lợi suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song mệnh chủ cần phải lưu ý trong chuyện xã giao nên giữ thái độ khiêm nhường cầu thị. Mệnh chủ tự coi mình là nhất, không thích đi theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với mọi người, khiến cho bản thân bị ganh ghét đố kỵ. Hãy tự kiểm điểm bản thân, đứng từ phương diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc thì mệnh chủ tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc phải sai lầm không đáng có. Họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu, trong năm làm gì cũng phải cẩn trọng, ngoài ra thì nhớ chú ý về các bệnh gan, thận, bàng quang. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ mối quan hệ tình cảm với nhiều người cùng một lúc. Những người đã kết hôn có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Tuy nhiên thì không nên quá tập trung vào chuyện tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Nếu chu tu trí làm ăn thì năm Tân Sửu sẽ là một năm cực kỳ tốt đẹp với bản mệnh trên phương diện sự nghiệp, cần nắm bắt cơ hội để học hỏi, phát triển năng lực và tầm nhìn của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện, bản mệnh cần tự tin nắm bắt, thể hiện cho mọi người thấy khả năng của mình, ghi điểm với ban lãnh đạo. Ngoài ra, để mở đường cho tương lai, bản mệnh cần chú ý phát triển các mối quan hệ. Nếu tốt đẹp, thời điểm cuối năm, quý nhân xuất hiện sẽ giúp cho bạn có cơ hội thăng chức tăng lương. Hãy giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, không nên kiêu ngạo tự phụ, coi thường người khác. Năm nay có nhiều ý tưởng sáng tạo mới lạ, có cơ hội thể hiện bản thân trong công việc, nhận được sự công nhận và ủng hộ của mọi người. Nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, tránh gây ra rắc rối, khiến vận may đi qua mất. Khẩu thiệt thị phi. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi và bát bảo tâm kinh theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành, may mắn. Nam mệnh, sinh năm 1999, thái dương chiếu mệnh, dễ dàng kết bạn với người khác phái, có tình yêu mới, thích hợp đi công tác, du lịch, những chuyến đi xa, có công việc chung. Nữ mệnh sinh năm 99, năm nay gặp sao thổ tú chiếu mệnh, đi lại nhiều, có việc không vừa ý, đề phòng kẻ xấu làm hại, chú ý việc va chạm tới kiện tụng. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong năm Tân Sửu. Theo dõi tử vi vào năm Tân Sửu, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh. Học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì khó có thể xoay chuyển được vận mệnh, cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì mệnh chủ có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay, mệnh chủ tuổi Kỷ Mão muốn tăng cường tài lộc sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 một bước lên mây. Năm nay, nhờ sự giúp đỡ của thái tuế tương sinh, cả sự nghiệp lẫn việc học hành của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão đều vượng, không chỉ về thể xác và tinh thần thoải mái, mà càng xuất hiện không ít những cơ hội có tiềm lực phát triển. Chỉ cần bản thân tích cực nắm bắt, sự nghiệp ắt có phát triển tương xứng. Mọi công việc đều có thể phát triển thuận lợi, đồng thời cũng sẽ có được sự tán thưởng của cấp trên và sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Về tài vận, năm nay là một năm làm nhiều có nhiều, thái tuế sửu thổ là tài tinh của Mão Mộc. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mão năm nay có cảm hứng bùng nổ, sáng tạo không ngừng. Vì vậy, đây là một năm nắm chắc cơ hội,
tích cực cố gắng, dũng cảm phát huy, tiền của sẽ tới. Nhưng hiệu ứng mặt trái của sát rượu thì không kể phòng. Do vậy mà năm nay, mệnh chủ cần phải sử dụng vật phẩm bác bảo tâm kinh. Đây là những trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2021 Tân Sửu này, cần phải cẩn trọng chú ý tháng Đinh Dậu. Dương lịch từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, tức từ 1 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 8 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 thì không nên tiến hành công việc quan trọng, trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 vào năm Tân Sửu, Thái Tuế Lưu Niên cùng mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 có mối quan hệ tương sinh, sức lực tạnh mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Kỷ Mão sinh năm 99 có cơ hội làm quen với người có trình độ chuyên môn nổi tiếng, có quyền uy, có thể có khả năng xuất hiện mối quan hệ hợp tác thực chất, tăng thêm cơ hội có quý nhân lợi nhuận, mang đến một khoản thu nhập không tồi. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính. Ví dụ như kinh doanh nghề phụ, kiêm chức sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Lại được nhất bạch tài tinh là các tinh thuộc quan tài tinh bảo hộ, là một sao tượng trưng cho sự giàu có, quyền vị, danh tiếng, văn võ song toàn, tài hỷ thông vượng, thông tuệ văn học. Sao này trong vận 8, vận 9 của hạ nguyên đang là sao đương vận nên sẽ càng cát lành hơn. Vì có rất nhiều sự giúp đỡ như vậy nên mệnh chủ tuổi Kỷ Mão năm nay về phương diện tài vận sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra thì chắc chắn sẽ có được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận cũng khá nhưng hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối, một chút bất cẩn dễ dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Ngoài ra, để tăng cường tài lộc, hãy sử dụng thất tinh bát quái trận đồ treo trong phòng khách hoặc nơi làm việc để kích tài, thăng quan tiến chức. Về tình duyên của tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 và năm Tân Sửu, bản mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can tân kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên gia chủ tuổi Kỷ Mão vẫn có nhiều cơ hội đón may mắn, nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, không phải là tất cả, nhưng những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương. Ít nhất, mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với những người so với bình thường. Song nữ mệnh cần phải lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu đến, cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam mệnh, tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình yêu ảm đạm. Để kích hoạt cung đào hoa, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi kết hợp với mặt dây chuyền hồ ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp cho sự hòa hợp vợ chồng và may mắn cho việc lựa chọn bạn đời. Những người độc thân sẽ được bề trên quý nhân nhiệt tình làm mối, cần chú ý nắm chắc cơ hội. Năm nay, những mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 đang trong mối quan hệ yêu đương, có hy vọng đơm hoa kết trái, chính thức bước vào cánh cửa hôn nhân. Còn người đã kết hôn thì có khả năng do sự nghiệp vượng, quá mức chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà chảnh mảng đến gia đình và ngửa còn lại, khiến cho đối phương trong lòng có bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Kiến nghị nên cân đối tốt giữa công việc và gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại.
sức khỏe của tuổi Kỷ Mão trong năm Tân Sửu 2021. Bởi vì gặp được sát tinh là tang môn và địa tang, đối với sự bình an tổn hại do sát diệu nhập mệnh tương đối lớn, mệnh chủ cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại đến thân thể. Mọi chuyện nên cẩn thận một chút, nên chăm sóc bản thân tốt, đừng tham gia các hoạt động nguy hiểm, chơi dưới nước, đường đi đến tối tăm và ẩm ướt, đừng cãi nhau gay gắt với người khác. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 sẽ gặp vấn đề nhỏ khi nói đến sức khỏe vào năm 2021. Bạn sẽ mắc các bệnh phổ biến như cảm lạnh, cúm và đau dạ dày, cần phải cẩn thận đối với viêm xoang và viêm khớp. Nói chung, mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 cần phải thận trọng hơn vào các tháng 1, 4, 7 và 12 và cần phải chú ý đến sức khỏe của chính mình và người thân trong nhà, đặc biệt là ở phương diện về gan và túi mật. Năm nay, bất luận là người lái xe hay đi công tác bên ngoài, cần phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh, chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya, đề phòng lơ là chủ quan, mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, Nam Mạng, Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui, nếu đi làm ăn xa sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, con nữ hay bị đau ốm, thường phát tài ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, Nam Mạng và năm Tân Sửu gặp phải hạn toán tận. Những người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn thường xảy ra là dạng đột ngột, bất khả kháng, khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh của tuổi Kỷ Mão, nữ mạng, năm 2021 Tân Sửu, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam nhiều hơn, nhất là vào tháng Giêng và tháng Bảo âm lịch. Trong năm có thể gặp phải tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh, sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mão, Nam Mạng, Tân Sửu sẽ gặp phải Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Kỷ Mão là những người có khát khao vô cùng mạnh mẽ, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ học tập, công việc, tài chính cho đến tình yêu, họ đều cố gắng nỗ lực hết khả năng để vượt tới thành công. Chính vì thế mà họ thường xây dựng cho mình hình ảnh của một người trưởng thành dù ở tuổi đời còn rất trẻ. Những người sinh năm 1999 sở hữu trong mình tính cách thẳng thắn và cởi mở với năng lượng của thổ khiến cho ý chí của họ kiên định hơn so với các Kỷ Mão sinh năm 99 còn lại. Do đó mà công việc Kỷ Mão thường được cấp trên đánh giá khá cao và thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Mỗi khi phải đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống thì tuổi Kỷ Mão thường có xu hướng thu mình lại, suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, luôn tính toán huy động mọi nguồn lực có trong tay và sử dụng chúng sao cho khéo léo nhất. Nam giới tuổi Kỷ Mão điềm đạm chín chắn, nữ giới ngọt ngào nhã nhặn, do đó mà tuổi Kỷ Mão dễ chiếm được tình cảm của những người xung quanh. Tuổi Kỷ Mão nữ mệnh có một đời sống vô cùng là sung túc về mặt tiền bạc, tình cảm dồi dào. Bạn có đủ khả năng tạo lập một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp cho cuộc đời mình. Cuộc sống của bạn không đến nỗi phải có nhiều cực khổ về mặt thể xác, có thể bạn còn lên cao về đường tài lộc nữa. Và khoảng năm 34 tuổi trở đi thì con đường tài lộc có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhất. Nữ giới tuổi Kỷ Mão thì có cơ hội phát triển về sự nghiệp, công danh, số được hưởng tài lộc vào thời kỳ trung vận, cuộc sống có nhiều sung sướng. Nữ giới tuổi Kỷ Mão có tuổi thọ trung bình vào khoảng 62 cho đến 68 tuổi là đạt mức tối đa.
Tuy nhiên, nếu làm phúc ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, còn nếu sống gian ác ăn ở thất đức thì sẽ giảm tuổi thọ. Tuổi Kỷ Mão nam mệnh có nhiều vất vả trong cuộc sống vào khoảng thời gian từ 21 cho đến 28 tuổi. Tuy nhiên, bắt đầu từ 29 tuổi trở đi, cuộc sống có nhiều hy vọng tốt đẹp. Thời gian này có thể có cơ hội tạo ra tương lai và sự nghiệp, cuộc sống khó nắm được phần vững chắc. Về tài lộc, sự nghiệp cũng hay bị thay đổi và không bao giờ yên ổn để an tâm theo đuổi những ý định của cuộc đời mình. Tuy nhiên, bắt đầu từ 30 tuổi trở đi, mọi việc có thể tạm yên ổn, phần sự nghiệp hơi vững vàng nhưng vẫn ở vào mức độ bình thường. Từ 28 đến 30 tuổi, 28 tuổi có thất bại vào tháng 8, đau bệnh vào giữa tháng 9, cẩn thận trong số tuổi 28. Từ 29 đến 30 tuổi, 2 năm này, ở vào số tuổi có nhiều thành công về sự nghiệp và cuộc đời. Tiền bạc đầy đủ, có nhiều hy vọng thành công trong mọi vấn đề cuộc sống, cuộc đời vui tươi và có nhiều triển vọng. Từ 31 đến 33 tuổi, tuổi 31 có sự trở ngại trong cuộc đời, thành công đôi chút về sự nghiệp nhưng gia đạo không được hoàn toàn yên vui, cẩn thận vào tháng 9, kẻo gặp tai nạn. Từ 32 đến 33 tuổi, số tuổi này gặp nhiều may mắn hơn hết, có thể tạo lấy sự nghiệp và có nhiều triển vọng trong cuộc sống. Từ 34 cho đến 40 tuổi, tuổi 34 thành công to về tài lộc nhưng con cái có đau bệnh, gia đạo có nhiều chuyện buồn lòng. 35 và 36 tuổi triển vọng tạo lấy sự nghiệp tương lai có nhiều và không có trở ngại trong vấn đề làm ăn, nên sáng suốt hơn nữa để tạo cơ hội thuận tiện phát triển sự nghiệp và nghề nghiệp. 37 và 38 tuổi có đau bệnh, trong việc làm ăn có nhiều trở ngại, gia đạo không được yên vui cho lắm, cẩn thận và dè dặt tất cả mọi việc vì có thể đem lại thất bại cho tiền bạc, làm cho cuộc sống có phần lo nghĩ. 39 và 40 tuổi, công việc gia đạo ở mức độ bình thường. Từ 41 đến 45 tuổi, tin tưởng rằng ở vào những năm mà tuổi bạn 41 và 45 hoàn toàn thành công trong mọi khía cạnh nghề nghiệp, tình cảm, tài lộc, gia đạo lẫn cuộc đời. Chỉ có những tháng này bạn mới phải thoải mái và được tươi vui tột độ mà thôi. Ngoài những năm khác thì cuộc sống có nhiều lo nghĩ hay nhiều khổ tâm. Diễn biến từ năm 41 tuổi, công việc bắt đầu phát triển. 42 tuổi, triển vọng tốt đẹp cho vấn đề tài lộc. 43 và 44 tuổi, công việc vẫn điều hòa, tài lộc càng lên cao. 45 tuổi, chỉ hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Từ 46 cho đến 50 tuổi, năm 46 tuổi, cẩn thận bản mạng. 47 tuổi, vận may về tài chính. Năm 48 và 49 tuổi, cẩn thận hơn trong vấn đề hợp tác làm ăn. Năm 50 tuổi, chuyện gia đình không thuận lợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh trừ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.